Hello Hoàng, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đắp một bộ ombre nha mọi người. Thì ở đây Hoàng có ở đây mình có gắn móng sẵn móng xoe nha mọi người. Thì bây giờ mình chỉ cần đắp bột thôi. Ok, bột ombre á thì mọi người đắp màu trắng, mọi người nhớ đắp mỏng nha mọi người. Ở trên cái phần trên á thì nó mọi người nhớ đắp mỏng nha, để chút xíu mình đi cái ombre á thì không có thấy cái lằn màu trắng ở dưới nha mọi người. Cố gắng là ngay khúc đó đắp mỏng. Ở dưới mọi người đắp dày cũng không sao nữa, tại vì chút nữa mình đắp clear qua nha. Đó, mình lấy cục nhỏ thì mình sẽ bỏ vô ngón nhỏ nha. Nhẹ nhàng thôi mọi người, tại vì mình đã lấy bột quen hả, thì mình không có sợ nha, mình control được cục bột nha mọi người. Đó, bây giờ mình đắp ngón cái nè. Đó, đẩy lên, nhớ mọi người đắp là để bột lên chính giữa ngón, chính giữa móng tay thật với móng tay giả nha mọi người. Để cho nó, cái móng nó ở lâu hơn chút xíu nha. Với lại chút nữa mình đắp ombre xuống nó cũng đẹp nha mọi người. Chứ đừng có làm thấp quá thì chút nữa cái ombre nó sẽ xuống sâu quá nha mọi người. Đó. Thì ombre thì mình đắp hai cục nha mọi người. Cục đầu thì mình không cần nó đều đâu, cục thứ hai thì mình sẽ làm cho nó đều nha. Nhớ là cái ombre mọi người. Đó, bây giờ cho người khách coi nè, coi có thích cái màu này không nha. Đó, nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Lấy một cục để Hoàng thì Hoàng thích đắp sát cuticle nha mọi người. Thì mình cái quay của Hoàng là vậy, mình thích đắp sát cuticle quang rồi mọi người, tại vì nhiều khi rồi mình chỉ cần vỗ chút xíu thôi. Như mình thấy có nhiều người á đắp đắp khúc dưới là chút nữa vỗ thì nó hơi giống như là có nhiều người khách không chịu á mọi người. Nhưng mà cái cách của Hoàng thì Hoàng thích đắp cho nó cao lên nha, giống như là bộ mới vậy đó. Đắp riết cũng quang mọi người, nhiều bộ nào Hoàng cũng bỏ bột cũng trên cuticle cao vừa bằng nha, chứ đừng có cao quá thì chút xíu nữa mình vũa hơi cực nha mọi người, mà nó cũng không có đẹp nữa, vũa không có được perfect nữa mọi người. Nên mọi người đắp nhớ là đắp xong á khỏi cần vũa luôn là nó vẫn đẹp nha mọi người. Còn nếu mọi người nào mà đắp á mà chưa có được đẹp á thì mọi người cố làm cho nó đẹp lúc mà chưa vũa thì vẫn thấy đẹp nha. Thì chút nữa mình làm nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ clear đền nè. Cái ngón này thì người khách muốn different chút xíu nha mọi người. Thì mình đi nguyên người khách hỏi mình muốn đắp nguyên ngón màu pink hay là màu trắng. Thì mình sẽ chọn màu trắng nha mọi người. Bỏ clear đền lên thì nó nổi hơn nha. Bỏ màu hồng lên cũng được mọi người, nhưng mà nó không có nổi bằng màu trắng nha. Thì cái clear đền này thì trong cái hũ nha mọi người, thì mình sẽ bỏ ra miếng giấy nè. Đó, ombre thì mình sẽ đắp hai cục. Mọi người nhớ là đắp cao vừa bằng cái cuticle nha mọi người. Hồi xưa mình có đắp thấp chút xíu mọi người, mà đắp xong rồi chút nữa mình vỗ thì có nhiều người khách không chịu nha, nói giống như là bộ tay giống như là tới vài ngày trước giống vậy. Còn mình đắp cái kiểu này nè, một tuần sau khách tới thì nhìn nó cũng ra một chút xíu mọi người. Đó, bột clear thì mình sẽ đi lại nha, mọi người thấy cái độ bóng chưa? Đó, bột clear thì nó chảy dữ lắm nha. Nên mình kéo, mình nhớ nương tay nha mọi người. Mình chỉ kéo hai bên thôi, chổng cái tay của người khách xuống. Thì Hoàng thì Hoàng thích hướng dẫn mọi người đắp móng ngắn nha mọi người. Tại vì ai mà muốn mà Hoàng đắp móng dài thì mọi người có thể comment ở bên dưới nha. Hoặc là muốn đắp màu hay là sao thì mọi người có thể comment ở bên dưới. Hoàng sẽ, nếu mà có khách Hoàng sẽ quay nha mọi người. Nhiều khi đắp móng dài mọi người, mình quay xong về nhà thu âm thì nó rất là lâu nha. Khoảng 20-30 phút luôn thì nó sẽ rất mất thời gian của Hoàng nha. Nên Hoàng chỉ làm những bộ tay short short thôi. Để mình đi làm nail về nhà tới 10 giờ mấy, 10 giờ mấy, 11 giờ mọi người. Rồi
hơi trễ nên mình không có thời gian mình thu âm, thì mình sẽ làm mấy ngón móng ngắn nha mọi người. Bởi vì vậy mọi người xem video của Hoàng nhớ cho Hoàng xin một like, share, đăng ký kênh nha, để Hoàng có động lực Hoàng làm thêm, Hoàng hướng dẫn mọi người, mấy người nào mà mới vào nghề thì mình học theo kiểu của Hoàng nha, rồi mình sẽ làm nail được nhanh hơn nha mọi người. Hồi xưa Hoàng thì cũng không có thích làm nail đâu mọi người, tại vì làm cái nghề này thì cuộc đời để đưa thôi mọi người, thì mình cũng phải làm từ từ, rồi mình cũng mình phải ép mình thích nó mọi người, nên bây giờ mình làm cũng có ngày hôm nay, thì Hoàng muốn chỉ lại cho mấy bạn nào mà giống như Hoàng nha, thì mình sẽ giỏi hơn. Đó, ngón này thì mình sẽ đi ngón trắng nha mọi người, màu trắng là mình đi hết nguyên ngón màu trắng nha, rồi các leader thì mình sẽ chậm chậm lên thôi, mình đi giống ombre vậy đó. Đó, đi nửa móng nha mọi người. Màu trắng thì mình chỉ cần đắp 4 giây là xong nha mọi người, đừng không có cần kéo lâu đâu. Hoàng thì Hoàng thích làm cái gì nhanh mọi người, làm càng nhanh càng tốt nha. Nhiều bộ design mọi người thì làm nhiều khi làm nhanh cũng không nổi đâu, nhưng mà mấy cái bộ này thì mình làm giống như người khách giảng live á mọi người, thì mình sẽ làm nhanh để mình bớt sức của mình dũa lại nữa, nên mình sẽ ra một người khách nhanh nè, rồi mình có thời gian mình làm người khách khác nha mọi người. Còn những bàn tay mà nhiều design này nọ mọi người thì phải bỏ thời gian nha, mình làm từ từ nha. Nhưng mà mọi người học mấy cái kiểu đắp bột này thì mình có thể kiếm tiền để mình bươn chải cuộc sống được nha mọi người. Đó, cục đầu tiên thì mình chỉ cần kéo xuống thôi nha, cục thứ hai thì mình sẽ bỏ lên cho nó cover cái line màu trắng ở dưới nha mọi người. Đó, cục thứ hai là đẹp liền, thiếu thì mình bỏ vô chút xíu nữa. Nhớ mọi người nhớ là lấy cho bột cho nó vừa phải nha mọi người. Ombre thì mình đừng có lấy nhiều quá thì nó sẽ xuống sâu nha. Còn mình lấy ít quá thì mình sẽ đắp 2-3 cục, nên mọi người nhớ lấy cho vừa phải nha. Mà nhớ đắp nước ombre nữa nha mọi người. Nhiều khi cái ngày nào mà mình lười đắp nước ombre mọi người, giống như mình không muốn hửi cái mùi của nước Sola á, thì mình đắp nước thường, nhưng mà mình phải pha nước bột Sola, nước Sola vô nha, để cho nó hơi đắp ombre nó sẽ tan đều ra nha mọi người. Còn mình mà lười mình đắp nước thường thì nó đắp ombre nó sẽ không đẹp nha. Cục đầu tiên thì nó chưa có chuẩn mọi người, thì mình sẽ làm cục thứ hai nha. Cỏ, mọi người xài cỏ nhớ mình đắp bột xong thì mình clean cỏ này nọ cho nó sạch sẽ nha mọi người. Tại cái cỏ mình là nghề nail mà mọi người, cái cỏ nó rất là quan trọng nha, đừng có để cho cỏ dính bột mà bị hư nha mọi người. Xài xong là phải clean liền. Bây giờ mình sẽ bỏ bột clean cover nha mọi người. Thì cái kia hồi nãy mình đã đắp dày rồi, thì bây giờ bột clean mình sẽ cover một lớp mỏng lên nha, không cần đi dày lắm đâu. Thì người khách nào mà muốn mình đắp dày thì họ vô bàn họ sẽ nói mọi người, nhưng mà mình làm những người khách giảng live thì mình làm medium thôi nha mọi người, không quá dày mà không quá mỏng để dễ gãy móng nha. Đó, mọi người thấy mình đắp sát cuticle đúng không? Đó, đẩy lên. Nhớ là mọi người nhớ là đập cái đầu ở trên cho nó mỏng nha. Đó, mọi người thấy mình chấm lên không? Cho cái đầu nó mỏng để chút nữa mình dũa nó đỡ mệt nha mọi người. Thiếu một chút xíu nè, bỏ lên. Xong. Bây giờ mình sẽ để cái tay người khách lên mình dũa real square nha mọi người. Khách ở khu của Hoàng làm thì
10 người khách là 10 người hết mà muốn móng view square nha, nên mình phải để cái tay lên mình dũa rồi mình đo luôn. Đó, để cái tay lên dũa rất là đơn giản nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dũa hai bên nè cho nó ôm vô nha. Mà nhớ mọi người nhớ là đừng có để cho nó mất xếp nha mọi người, đừng có cho để méo. Mình dũa bên đây mấy năm cái là mình kêu mình cũng dũa 5 cái nha mọi người. Rồi cái đầu tiên á thì mình chỉ dũa sơ sơ thôi nha. Dũa mỗi bên khoảng 2 lần thôi, sơ sơ thôi. Rồi chút nữa mình dũa xếp cuticle và mình dũa dưới móng á thì mình sẽ make sure lại một lần nữa, mình sẽ dũa lại một lần nữa nha mọi người. Đó, cho nó ôm vô nha. Thì cái móng tay á, nó ôm vô á thì nó mới đẹp nha mọi người. Chứ đừng có để bè quá thì nhìn nó phô nha. Nên mọi người nhớ cho nó ôm vô, nhìn nó thon gọn chút xíu nha. Thì xem clip của Hoàng á thì mọi người mà thấy hay, thấy gì mà muốn học thêm á mọi người thì mọi người cứ cứ mạnh dạn comment ở bên dưới nha. Hoàng thì Hoàng sẽ cố gắng trả lời hết những comment của mọi người nha. Đó, bây giờ mình chỉ cần dũa sơ trên cuticle thôi nha mọi người. Thì Hoàng làm nail cũng được 6 năm rồi mọi người. Mà mình làm một bộ full set á là không bao giờ mình dũa trên mặt móng hết mọi người. Tại vì mình làm cái nghề này á, là mình làm ngày này qua ngày nọ mọi người. Một ngày mình làm có thể 10 người khách mọi người, mà mình cứ dũa trên mặt móng á thì nó sẽ rất là mất thời gian của mình nha mọi người. Dũa trên một một con khách mình làm mình dũa 10 phút 20 phút mà 10 người hết mấy tiếng mọi người thì nó rất là mất thời gian nha. Nên mình học cái kiểu tắp bột này của Hoàng, mình chỉ cần dũa trên cuticle thôi nha mọi người. Đó, đơn giản thôi. Ở trên mặt móng á là nó rất là đều luôn mọi người. Không có một miếng nào mà gọi là giống như là nó giống như là có cát hay là cái gì hết, nó rất là láng nha. Đó, mình chỉ cần bo cua cho cuticle nó tròn lại, nó mịn lại cái khúc ở trên á, đừng có để cho nó nhô lên là được nha. Bây giờ mình sẽ make sure là cái set nè mọi người. Mình để lên nha. Để cái tay người khách lên một lần nữa. Mình sẽ dũa lại. Có nhiều người khách mọi người không có muốn mình dũa ở trên nhiều thì mình chỉ cần làm một lần thôi nha. Còn cái này á, thì mình muốn make sure lại thì mình sẽ làm hai lần. Đó, bây giờ mình dũa nè, là những cái dơ ở dưới cái móng á mọi người là nó sẽ gớt ra ngoài nha. Thì chút nữa mình buffer á thì mình buffer nó cũng nhanh hơn nữa nha mọi người. Đó, dũa cho ôm vô. Nhớ là cho nó vuông góc thôi nha. Mình mấy khu khác thì mình không biết, nhưng mà cái khu của Hoàng làm mọi người thì người khách lúc nào cũng muốn cái tay thiệt real square luôn, là nhìn nó thật sắc sảo nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ buffer nha. Buffer thì mọi người nhớ bóp ở trên cái mặt nha, rồi bóp ở dưới nữa cho những cái bụi bặm ở dưới á mọi người. Nó sẽ ra hết nha. Đó. Móng này là mình đắp vừa phải nha mọi người, không quá dày mà cũng không quá mỏng nữa. Lúc mà người khách muốn mỏng á, thì muốn mỏng nữa thì họ sẽ nói cho mình nha. Nhưng người khách vẫn like á, thì mình không nên làm mỏng mà không nên làm quá dày nha mọi người. Đó. Vậy là xong một bàn đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dũa qua bàn bên đây nha. Đó, để cái tay lên nha mọi người. Rồi mình sẽ đo lại nè. Ngón giữa lúc nào nó cũng sẽ dài hơn hai ngón ở hai bên nha mọi người. Dài hơn một chút xíu thôi, đừng có dài quá nhìn nó cũng kỳ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dũa ôm vô nè. Mà dũa sơ sơ thôi nha. Mọi người bóp ra nha mọi người, bóp ra cho cái da với cái móng nó sẽ tách ra nha, rồi mình dễ dũa hơn nha.
nhiều khi mình không bóp á, thì nó sẽ dính liền với cái da của người khách mình vũa, thì tay của người khách đau nha mọi người, mà nó cũng không có sạch nữa. Vũa phải nhanh nha mọi người, chứ đừng có mình ai mà mới vào nghề á thì xem những cái video của Hoàng á, thì mình gán service một người khách á, làm sao cho nhanh nha mọi người. Tại vì mình làm lúc đầu á, mình làm nhanh á, thì từ từ mình sẽ quen, cũng sẽ làm nhanh nha. Chứ mọi người đừng có làm mà cứ bóp phở cũng lâu, mà đắp bột cũng lâu, mà gắn móng cũng lâu, thì nó sẽ rất là mất thời gian nha mọi người. Những ai mà fan của Hoàng á, thì cứ thử mình làm nhanh đi mọi người, cố gắng mình làm nhanh nha. Đó, bây giờ ngón này thì mình sẽ đi qua lẹ nha, tại mình vũa hơi mạnh thì bị cắt một chút xíu nha. Đó, vũ sơ sơ thôi nha mọi người, miễn sao cuticle tròn là được. Chứ nhiều khi mình vũ nhiều quá mình sẽ cắt tay của khách mọi người. Nhiều người khách không muốn mình giống như sợ đau mọi người, thì cắt một chút xíu thôi là họ cũng cầm len đó, mà thấy cũng khó chịu bực bội trong người đó mọi người. Nên mọi người chỉ cần vũ trên cuticle cho Hoàng thôi. Kinh nghiệm của Hoàng là mình làm nail cũng 6-7 năm rồi mọi người. Kinh nghiệm của Hoàng thì bao nhiêu Hoàng sẽ nói ra cho mọi người nha. Khách không bao giờ cự hết mọi người. Đó, mình chỉ cần vũ ở trên thôi nha, nhớ nha. Ok, mọi người xem nhớ like, share, đăng ký kênh, rồi comment ở bên dưới nha mọi người. Hoàng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người.